Sáng 28 tháng 12 năm 2022, Huyện ủy Lang Chánh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, trưởng khối nội chính. Năm 2022, các cơ quan đơn vị trong khối nội chính đã tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được các cơ quan nội chính đặc biệt quan tâm và thu được kết quả rõ nét. Ban Chỉ quân sự huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2022, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo các xã thị trấn sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai. Lực lượng công an huyện thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, đặc biệt là dịp lễ kỷ niệm 40 năm tái lập huyện, thực hiện có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Đồn biên phòng Yên Khương phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình nội ngoại biên, tổ chức tuần tra đường biên mốc giới, kiểm soát các địa bàn, khu vực đường mòn lối mở, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện được kiềm chế, không xảy ra tội phạm hoạt động theo băng ổ, nhóm, hoạt động theo kiểu xã hội đen, sử dụng vũ khí nóng để gây án. Tuy nhiên đáng chú ý nổi lên là các hành vi gây thương tích, xâm hại tình dục, các hành vi chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy. Việc quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được triển khai chặt chẽ, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn, trôi nổi trong nhân dân. Tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người chết. Trong năm, đã tiếp nhận 43 tin báo tố giác, giải quyết 39 tin, đạt 90,69%. Tòa án Nhân dân đẩy nhanh tiến độ xét xử các loại án. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục có những chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác cải cách tư pháp được tăng cường, chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp được nâng lên. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, những vụ việc phức tạp, bức xúc của nhân dân được quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là cấp ủy chính quyền, lực lượng chức năng thường xuyên nắm chắc tình hình, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh thành điểm nóng. Các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết có hiệu quả các khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai minh bạch các hoạt động của các cơ quan đơn vị, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, những lĩnh vực có nhiều đơn thư phản ánh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đồng thời phân tích dự báo một số tình hình, đề xuất kiến nghị với Thường trực Huyện ủy và các giải pháp để thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các ngành, cơ quan, đơn vị trong khối nội chính đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết kịp thời nhiều nội dung về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời gian qua, góp phần giữ vững ổn định, tạo thuận lợi cho kinh tế xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời gian tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra và các giải pháp thực hiện trong năm 2023. Các cơ quan chuyên môn, các ngành nội chính của huyện tăng cường phối hợp tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu nại tố cáo, không để xảy ra những vụ việc phức tạp kéo dài. Thực hiện quyết liệt, nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng, lãng phí thuộc diện huyện theo dõi, trong đó tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, giữ vững trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động bất ngờ.